Sáng 11 tháng 3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chủ trì. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã có một số phát biểu liên quan đến hoạt động xuống đường xử lý những vi phạm trên vỉa hè của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải. Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Phong đã nhắc lại câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải chất vấn lãnh đạo một phường ở quận 1 trong đợt ra quân chấn chỉnh lại trật tự lòng lề đường vào chiều ngày 10 tháng 3. Thì anh Hải anh không có hài lòng. Anh nói rằng người dân người ta đang kỳ vọng vào chính quyền và mình phải hành động. Chứ nếu mà chính quyền mà cứ đủng đỉnh, cứ từ từ thì biết bao giờ mới lập lại trật tự lòng lề đường. Thì sau đó, đồng chí chủ tịch nói rằng là tụi em làm quyết liệt. Một tuần ra quân 4 lần, nhưng mà anh Hải anh nói là quyết liệt mà vỉa hè nhưng bằng bày hè như thế này, cho nên cái quyết liệt đó hồi nãy giờ các anh chị đều quyết liệt cả, nhưng mà thường phải có kết quả cụ thể, chứ quyết liệt mà vẫn cứ bày giờ lên đường để vẫn cứ bày này thì cái quyết liệt đó không có ý nghĩa. Tất cả những cái gì trên giường em là anh làm sạch sẽ. Ít ra phải có lãnh đạo đi làm. Nếu mà giường em có một chủ tịch, hai phó chủ tịch mà cần bổ sung nữa thì đề nghị bổ sung lãnh đạo. Không, không lẽ ba lãnh đạo không đủ à? Hiện nay thì giờ có chỉ nghỉ Tết. Còn hai lãnh đạo? Còn nhiều em đi học ở hội đồng nhân. Còn lãnh đạo kia đâu? Còn Vinh là ở nhà trực ký. Khi cần anh sẵn sàng anh nghỉ họp để hành động. Chứ không cần thiết phải suốt ngày họp. Họp không giải quyết được cái gì cả. Xin phép Hội đồng Nhân dân luôn là tôi đang có nhiệm vụ khẩn cấp. Tại sao mà để như vậy được? Anh nói thật với em, tất cả lý do đó không xuất sức tiếp tục. Anh làm 2 ngày trời, 7 tiếng đồng hồ cho phường Mỹ Thành. Không có một lãnh đạo nào xuống để ký nhau nhận với bạn. Cái điều này là cái độ hết sức vô lý. Anh bỏ hội họp đi, hội họp vô nghĩa phải bỏ đi. Dân người ta đang trông chờ mình làm việc chứ không phải trông chờ mình họp. Hiện nay thì em cũng đang triển khai làm mấy cái hội sơ cấp. Ví dụ chiều hôm qua là đã được triển khai đi. Anh cần những hành động cụ thể chứ không phải cần những cái buổi họp hay là những cái chương trình kế hoạch nha. Bây giờ công an phường lý do gì nửa tiếng đồng hồ chưa có mặt thì làm sao cẩu cái này đây? Em công an phường cách đây có mấy chục mét. Đáng có rộng rồi. Người dân người ta đang trông chờ vào chính quyền, người ta đang kỳ vọng vào chính quyền mà mình cứ đùng đỉnh cứ từ từ thì làm sao mà xã hội phát triển được? Một tuần em vẫn đi 4 lần, em đi ra quân 4 đợt một tuần. 4 đợt mà anh còn làm khủng khiếp đến như thế này, không hiểu em làm cái gì. Bây giờ em đã ra đây rồi nhưng mà công an vẫn chưa có mặt nè. Bây giờ là chính quyền, người dân ta đang rất kỳ vọng vào chính quyền. Mình phải hành động. Chứ nếu mà chính quyền cũng đùng đỉnh, cũng từ từ nữa thì biết bao giờ cái quận 1 này mới thay đổi được. Quyết liệt mà 7 tiếng đồng hồ 2 ngày không có một lãnh đạo nào để bàn giao. Hồi chiều hôm qua là em đọc tới 6 giờ tối. Đừng nói cái chuyện quyết liệt. Nếu quyết liệt mà còn bày hầy như thế này thì chưa phải quyết liệt. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà em từ Thủ Đức em không về được. Lý do gì? Và hai lãnh đạo khác của em đâu? Hôm qua 4 tiếng đồng hồ, anh đợi 4 tiếng đồng hồ mà không có lãnh đạo nào. Tất cả giải thích của em đều vô nghĩa hết. Nếu như cái phường này nó xảy ra cháy nổ, xảy ra trọng án, xảy ra biểu tình, khiếu kiện, bạo loạn, 3 lãnh đạo phường không có mặt trong vòng 4 tiếng đồng hồ đó thì trả lời sao với lãnh đạo quận? Và quận trả lời sao với lãnh đạo thành phố? Em khẩn trương điều công an phường ra xử lý ngay đi.